Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Xin chào mọi người đã quay trở lại. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người hai thông tin. Thông tin thứ nhất là một trường hợp diện F4 bảo lãnh anh chị em phỏng vấn thành công vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Và thông tin thứ hai đó là cập nhật lịch xử lý hồ sơ tại NVC, cập nhật vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Và đầu tiên là trường hợp phỏng vấn diện F4 ngày 19 tháng 11 năm 2021. Và mọi người lưu ý rằng mỗi trường hợp diện F4 sẽ khác nhau nên thông tin về trường hợp mình chuẩn bị chia sẻ với mọi người, mọi người chỉ nên tham khảo thôi nhé. Ngày ưu tiên, ngày 26 tháng 10 năm 2006. Ngày hoàn tất hồ sơ tại NVC, ngày 7 tháng 11 năm 2019. Nhận thư phỏng vấn, ngày 6 tháng 7 năm 2021. Ngày phỏng vấn cũ, ngày 20 tháng 7 năm 2021, bị hủy. Ngày phỏng vấn mới, ngày 19 tháng 11 năm 2021. Đặt lịch vào ngày 30 tháng 10. Khám sức khỏe vào tháng 7. Chích ngừa tháng 7 lần 1 và tháng 11 lần 2 để công nhận 2 mũi vaccine. Vào cổng lúc 7 giờ 45 sáng và 9 giờ 30 là xong. Bước đầu vẫn là kiểm tra thư mời ở cổng, kiểm tra an ninh và bốc số thứ tự. Sơ vấn, chị nhân viên người Việt chỉ yêu cầu đưa các giấy tờ bản gốc của người được bảo lãnh và giấy khai sinh của người bảo lãnh cùng tracking sheet khám sức khỏe. Ngoài ra, không hỏi câu gì ở bước sơ vấn cả. Tất cả giấy tờ mới em đã scan và upload lên hệ thống trước buổi phỏng vấn, gồm có ảnh 5x5 mới, lý lịch tư pháp mới, I-864 mới và bộ thuế 2020. Không hỏi gì về vấn đề tài chính do em đã chuẩn bị kỹ và upload lên hệ thống của NVC rồi. Đến vòng phỏng vấn, cô viên chức người Mỹ rất tươi tắn và thân thiện, theo lời kể của bác em, nên bác cũng không cảm thấy run hay gì cả. Câu hỏi phỏng vấn gồm có: người bảo lãnh có mối quan hệ gì? Người bảo lãnh đi Mỹ năm nào? Người bảo lãnh sống ở đâu? Khi vừa trả lời là Atlanta, Georgia, là cô người Mỹ cười tươi lên và nói rằng cô cũng đến từ Atlanta. Sau đó, lãnh sự quán chúc mừng và hẹn 2 tuần để gửi visa về nhà. Dựa theo khung thời gian xử lý hồ sơ mà mình vừa cập nhật ở trên, nếu quý vị vẫn chưa nhận được những thông tin cập nhật nào từ phía NVC, quý vị hãy truy cập vào đường link mình để trong phần mô tả để quý vị có thể gửi những câu hỏi cho NVC. Khi quý vị nhấn vào đường link thì quý vị sẽ thấy một cái form giống như trên màn hình. Quý vị hãy điền đầy đủ thông tin vào form cũng như những câu hỏi thắc mắc của quý vị, sau đó gửi cho NVC. Khi mình chủ động gửi những câu hỏi cho NVC, nó sẽ giúp cho mình theo dõi sát hồ sơ của mình hơn. Và đó là một vài thông tin mình muốn cập nhật chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy thông tin trong video này một phần nào đó hữu ích cho quý vị đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để giúp kênh phát triển và để xem những video của mình nhanh chóng nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.